Chiều nay nước lũ ở một số khu dân cư ven sông Hồng như Trương Dương Độ, Tân Ấp, Phúc Tân đã rút nhẹ. Nhiều hộ dân đã di chuyển về nhà từ điểm tránh trú, tập trung dọn dẹp nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân. Bà Nguyễn Kim Huyền, số nhà 22 phố Tân Ấp, Hà Nội cho biết, đợt lũ này nhà bà ngập hơn 30cm. Chiều nay khi nước rút, gia đình bà đã bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, di chuyển đồ đạc trở về nhà. Hiện trong khu vực vẫn mất điện. Sáng nay thì tầm khoảng độ từ 6 giờ là bắt đầu là nước rút nhanh. Là ra bắt đầu toàn dân là ra dọn dẹp các thứ là cũng sạch sẽ, bộ đội các thứ là cũng hỗ trợ nhặt rác rưởi các thứ nhiều rồi. Đâm là nó cũng sạch. Hiện một số khu vực tại phường Trương Dương, Hoàn Kiếm, nước lũ đã rút khoảng 15cm so với ngày hôm qua. Nhiều ngôi nhà đã không còn bị nước lũ tràn vào, việc đi lại của người dân đã thuận tiện hơn. Thì từ sáng tôi về là đã phải rút được đến 3-40 phân rồi. Đấy thì là tôi dọn dẹp, tôi cọ nhà, cọ cửa để chuẩn bị lại cuộc sống lại bình thường. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 15:30 phút chiều. Như quý vị và các bạn có thể thấy là nước ở một số khu vực ven sông Hồng đã bắt đầu rút. Một số hộ dân đã trở về nhà, dọn dẹp nhà cửa và để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống bình thường. Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết, các lực lượng chức năng đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão, mưa lũ, vệ sinh môi trường để sớm ổn định cuộc sống. Tại các điểm trọng yếu, lực lượng chức năng cũng bố trí trực 24/24 giờ, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong trường hợp khẩn cấp.